mọi người. Hôm nay thì mình cũng không phải là có một cái ý định là sẽ đi quay hay là đi làm vlog gì cả, nhưng mà hôm nay mình có một cái buổi hẹn cùng với bạn mình. Cuộc hẹn cùng với bạn mình này đi ăn hải sản nướng. Nhưng mà bạn mình trước khi đi thì bạn mình lại có một cái hẹn với một bạn học cùng là sẽ đi làm mẫu để cho bạn ấy vẽ mặt làm tác phẩm tốt nghiệp ý. Như mọi người thấy là mình đang ở trong cái trường đại học Sokyung SKU, là tiếng viết tắt của trường Sokyung Daihakyo, là một cái trường chuyên nổi tiếng về làm đẹp. Ví dụ như làm đẹp về tóc này, da này, trang điểm này, những cái về nghệ thuật như kiểu hát hò, đàn, múa hát các thứ thì nó là ở cái trường học này. Đây chính là cái căn phòng mà bạn mình đang vẽ ở trong này đây. Mọi người hãy cùng mình xem một cái buổi vẽ tác phẩm tốt nghiệp minh họa ở trên mặt thì sẽ diễn ra như thế nào nha. Let's go. Sống của một số người đang được cải thiện rõ rệt. Đó cũng chính là lý do mà nhu cầu làm đẹp và sức khỏe ngày càng đang được quan tâm. Đây chính là cơ hội và lợi thế cho những bạn yêu thích và có năng khiếu về làm đẹp. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì lại chưa có nhiều nơi đào tạo ngành này một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chính vì thế, du học Hàn Quốc ngành làm đẹp được coi như là sự lựa chọn hoàn hảo cho những sinh viên yêu thích ngành học xu hướng này. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên về ngành công nghệ làm đẹp trên thế giới. Nơi đây tạo nên nhiều xu hướng làm đẹp mà giới trẻ cực kỳ yêu thích. Mình đang ở trong cái phòng học, mọi người đang trang điểm. Phía sau mình có một cái không gian mà khi người ta trang điểm xong ấy, làm tác phẩm tốt nghiệp xong thì người ta sẽ chụp ảnh ở đây này. Có một cái thầy kia kìa, thầy đang ngồi ở đây. Thầy đấy đã thấy sẽ chụp ảnh tác phẩm tốt nghiệp. Sự phát triển của ngành make up, phẫu thuật thẩm mỹ, công nghệ chăm sóc sắc đẹp tại Hàn Quốc thành công đến nỗi đã làm thay đổi một số vài quy chuẩn về hệ giá trị sắc đẹp hiện tại. Đồng thời ở Việt Nam, dịch vụ làm đẹp, hệ thống thẩm mỹ viện đang được phát triển mạnh mẽ. Đây là cơ hội lớn đối với những bạn được đào tạo chuyên ngành này một cách bài bản và chuyên nghiệp. Các bạn hoàn toàn có khả năng được hưởng những mức lương hậu hĩnh từ các công việc trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng nổi tiếng vì sở hữu rất nhiều các trường đại học cao đẳng đào tạo chuyên ngành làm đẹp một cách bài bản. Các bạn sẽ được đào tạo từ cơ bản đến trình độ cao về phương thức làm đẹp, được học tập với những giảng viên chất lượng để nâng cao tay nghề thẩm mỹ. Chương trình đào tạo ngành làm đẹp ở Hàn Quốc đa dạng và phong phú, đào tạo kỹ năng chăm sóc da, làm tóc và trang điểm. Mục tiêu đào tạo là những chuyên gia hàng đầu về làm đẹp và tư vấn thẩm mỹ. Đào tạo tay nghề bằng việc thực thi công nghệ 3D để khai thác tối đa sự sáng tạo và thiết kế. Không gian của cái trường đại học này nó có những cái tác phẩm đẹp thì sẽ được nằm ở đây. Đáng sợ đúng không? Mình không dám quay gần vì mình sợ. Đúng là đây là những cái tác phẩm mà xuất sắc sẽ được trưng bày ở đây, đa phần là của người Trung Quốc. Đêm xuống nó lạnh ghê, kiểu bị sốc nhiệt luôn ý. Lạnh nhờ, lâu quá, lạnh lắm mọi người ơi. Bây giờ bọn mình đã xong cái buổi chụp hình ngày hôm nay rồi, đang đợi để đi ăn hải sản. Yeah, lắm rồi mình mới được ăn hải sản. Và bây giờ đang đợi taxi mọi người ạ. Trang điểm mất 4 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ cơ. David thì đã chạy rồi. Wow, nhưng mà vẫn chưa thấy taxi đâu. Mì, sò điệp, hàu nướng. Đang ăn xong rồi mình quay. Chị quên ấy, cứ khi nhảy vào là ăn biết là cái sò điệp rồi là ốc, hàu, mì. Và mấy cái con bé bé này.